Mới lên hả? Lên hồi, hay là lên hồi còn trẻ? 68 tuổi rồi đó. Hay lên hồi còn trẻ hả? 68. Dạ. Xe này đem lên luôn hả? Ở Sài Gòn đem về. À, Sài Gòn đem về. Cái này ở trên này. Ở trên này hả? Dạ. Chào một chú chị các bạn nha. Đây, nay gặp được ông Hai. Cái xe này là của anh Trác, hồi đó đua xe đạp đây đi Hà Nội về là biết là nhất đó. Dạ. Rồi dạ, còn ăn về ở đây là gốc của hồi vậy. Dạ. Với anh Trác. Xe này gốc ở đâu chứ? Gốc nó là của tay đua du lịch Nguyễn Thành Trác á, xe đạp hồi đó đi. Của... đi đua cái chuyến đầu tiên là từ Sài Gòn về Hà Nội đó. Dạ. Rồi ông về đâu mà ông còn ăn. Hồi đó còn ăn chứ đâu có ấy. Còn ăn mấy tháng nữa. À, là của Nguyễn Thành Trác. À. Nguyễn Thành Trác. Giấy còn luôn hả? À. Này sông 7 à. À, cái này ta like rồi. Like rồi, xe này like rồi. Dạ, nó like rồi. Để đi. À, đào cái hào sàn em. Hả? Cái hào sàn rồi. Thì chạy máy không ra, thì nó like. Rồi, máy không ra nè. Sơn đồ lợi rồi hết rồi. Thời đại, thời thời chống Pháp lực. Nhẹ. Dạ. 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 Kia mà. Dạ. Dẫn như mà nó ngã, nó không gãy giò luôn á. Dạ. Rồi, chào quý chú chị các bạn nha.